Nói đi, rốt cuộc ai đi rêu rao chuyện của Đô Kiêm? Ông, cháu xin phép vào ạ. Xin ông hãy tha thứ cho cháu. Esther, cô... Đêm qua, giám đốc Kim Nam Jun đã đến phòng của anh Đô Kiêm. Nhiệm kỳ 11 cho đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là trọng tâm của công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng và ra mắt ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định được thông tin và thân nhân liệt sĩ. Bão số 2 đổ bộ vào đất liền nước ta mang theo mưa lớn và gió mạnh tại một số khu vực. Nhiều địa phương miền Bắc bị ngập úng do mưa lớn. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nhận được đủ sự ủng hộ cần thiết để trở thành ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ ba ngày 23 tháng 7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, giữ cương vị người đứng đầu của Đảng từ đầu nhiệm kỳ 11 đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Trung ương Đảng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đặt trọng tâm là công tác chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ai không dám làm thì mạnh dạn đứng sang một bên cho người khác làm. Những phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực tế đã chứng minh Tổng Bí thư đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong cuộc đấu tranh phòng chống giặc nội xâm. Tháng 2 năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng Ban Chỉ đạo đã ra mắt. Từ kết quả của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hơn 10 năm qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh một trong những bài học có giá trị để củng cố thêm bản lĩnh và niềm tin của cả hệ thống chính trị. Đó là phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và phương pháp đúng, không thể chủ quan nóng vội, không được né tránh cầm chừng, thỏa mãn, đồng thời phải rất kiên trì, không nghỉ, không ngừng. Thế cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng thì tất nhiên nó rất khó khăn, phải được tổ chức rất chặt chẽ, phải tính toán đường đi nước bước thế nào cho hợp lý và bài bản, còn nếu không thì sẽ thất bại. Thì vừa rồi chúng ta làm được việc đó và tôi cho rằng là cái đó liên quan cái tư duy, cái phương pháp làm việc của cái ekip lãnh đạo vừa rồi, nhưng mà cũng có thể nói nổi bật ấy là cái vai trò của Tổng Bí thư. Tư tưởng chỉ đạo của đồng chí là gì? Là không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Bất cứ ai mà vi phạm về vấn đề là đều phải được đưa ra ánh sáng. Thì tôi cho rằng là cái tinh thần đó là làm cho cái công cuộc phòng chống tham nhũng. Những phát biểu như không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, hay không ngừng, không nghỉ, khó mấy cũng làm, đã được chuyển thành hành động và có kết quả trong thực tiễn. Kết quả ấy gắn liền với vai trò của người đã giương cao ngọn cờ chống giặc nội xâm. Kết quả này không chỉ được cán bộ đảng viên và nhân dân ta ghi nhận mà được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2020 đánh giá đã tăng 46 bậc so với giai đoạn hơn 10 năm trước đó. Khi ông thực hiện một chiến dịch chống tham nhũng được gọi trên thế giới có thể làm được.
Да, с моей точки зрения.